Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, song hành với việc đẩy mạnh chương trình chủng ngừa tại Úc, thì vấn đề phục hồi kinh tế cũng đang được quan tâm. Vì trong suốt thời gian đại dịch vừa qua, nhiều lĩnh vực kinh tế đã bị lỗ lã rất nhiều, và để phục hồi lại được mức độ của thời tiền đại dịch thì không phải là điều dễ dàng. Ngoài ra, việc giá cả nhà cửa gia tăng quá nhanh tại Úc hiện nay cũng đang là đề tài gây nhiều tranh cãi, vì cả chính phủ lẫn ngân hàng chữ kim ABA đều chưa đạt được sự đồng nhất trong kế hoạch kiểm hãm đà gia tăng hiện nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2021. Lãnh vực đầu tư nào thiết yếu cho sự phục hồi kinh tế tại Úc? Theo thống đốc ngân hàng chữ kim ABA tiến sĩ Philip Lo, thì nước Úc cần phát triển mạnh về mặt đầu tư trong lĩnh vực data and technology, tức là lĩnh vực về dữ kiện và kỹ thuật, được coi là thiết yếu cho sự phục hồi kinh tế tại Úc sau thời kỳ đại dịch. Tiến sĩ Philip Lo nói rằng đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng số, tức là digital infrastructure, là vô cùng thiết yếu cho nước Úc để tận dụng cơ hội sau thời kỳ đại dịch, nhằm thỏa mãn nhu cầu phát triển của các ngành bán lẻ trên mạng tức là online business. Cũng theo nhận xét của tiến sĩ Philip Lo, thì giá trị của dữ kiện có thể được coi như là một loại dầu hỏa mới của thế kỷ thứ 21. Đây là một phát biểu nhạy lại, vì sự phát triển kinh tế của thế kỷ 20 phần lớn đã dựa vào sự cần thiết của dầu hỏa. Tiến sĩ Philip Lo tin rằng kỹ thuật số Digital Technology là trọng tâm của sự phục hồi kinh tế và tổng số công ăn việc làm dựa vào kỹ thuật số sẽ có thể giúp giảm hạ tỷ lệ thất nghiệp tại Úc mà vào thời điểm này đang ở mức 6.4%. Đồng thời tiến sĩ Philip Lowe cũng tiết lộ rằng ngân hàng chữ kim ABA đang nghiên cứu khả thi về một hình thức tiền tệ trên căn bản kỹ thuật dạng số cho nước Úc trong tương lai. Kế hoạch phục hồi kinh tế tại Úc, quan điểm của ngân hàng chữ kim và chính phủ. Tại Úc cũng như tại các nước dân chủ phương Tây, nền kinh tế vận hành nói chung theo một phương thức gọi là lưỡng diện, tức là ngân hàng chữ kim hay ngân hàng trung ương được ủy nhiệm với chính sách tiền tệ, tức là Monetary Policy, bao gồm các vấn đề như lãi suất và tỷ số lạm phát, và đôi khi là sách lược nới loãng định lượng QE. Trong khi đó thì chính phủ có trách nhiệm về những cải cách kinh tế và chính sách thuế khóa gọi là Fiscal Policy. Trên nguyên tắc thì hai dòng chiến lược này sẽ bổ sung cho nhau, nhưng đôi khi cũng có sự khác biệt. Cụ thể như tại Úc hiện nay thì tầm nhìn của hai lĩnh vực giữa ngân hàng chữ kim ABA và bộ trưởng ngân khố có vài khác biệt nho nhỏ. Chẳng hạn như việc tiến sĩ Philip Lowe đã đề nghị kế hoạch JobKeeper nên được tiếp tục, trong khi bộ trưởng ngân khố George Vandenberg thì dứt khoát phải chấm dứt vào cuối tháng 3 này. JobKeeper là một kế hoạch rất tốn kém về mặt công quỹ lên đến trên 60 tỷ đô la, mà chính phủ tin là cần phải được chấm dứt khi nền kinh tế Úc Châu bắt đầu được phục hồi. Ngoài ra còn có một lãnh vực khác mà tầm nhìn có thể cũng không thuần nhất, đó là sự gia tăng liên tục của thị trường nhà cửa. Các chuyên gia tin rằng nhiều yếu tố đã đưa đẩy đến tình trạng giá tăng giá cả này. Và người ta nghĩ ngay đến việc lãi suất đang ở mức thấp lịch sử là 0.1%. Và điều này có nghĩa là nếu ngân hàng chữ kim gia tăng lãi suất, thì có lẽ sẽ kiềm hãm được mức độ gia tăng của giá cả nhà cửa. Thế nhưng lập luận của ngân hàng ABA là lãi suất sẽ không gia tăng cho đến năm 2024 – trong khi chờ đợi tỷ lệ thất nghiệp giảm sụt và lương bổng gia tăng. Trong tình trạng thất nghiệp đang ở mức cao thì lương bổng khó được gia tăng bởi lý do mức độ lao động dư thừa. Ngược lại thì tiến sĩ Philip Lô đã lập luận rằng lãi suất chỉ là một phương tiện và chính phủ có thể sử dụng nhiều phương tiện khác để gây ảnh hưởng đối với thị trường, chẳng hạn như thể thức cho vay khắt khe hơn để giảm bớt số lượng người mua nhà. Nhắc lại là trong thời kỳ đại dịch, chính phủ đã tạm ngưng áp dụng điều kiện cho vay trách nhiệm tức là responsible interest nhằm đánh giá chặt chẽ khả năng của người trả nợ. Do sự tạm ngưng áp dụng điều kiện này mà người mua nhà có thể vay tiền một cách dễ dàng, đôi khi vượt quá khả năng trả nợ của họ và tất nhiên điều này có thể dẫn đến nguy cơ chủ nhà phải bán tháo nhà cửa trong tương lai. Gần đây có vẻ như ngân hàng chữ kim cũng đã thay đổi tầm nhìn về tình trạng nhân dụng tối hảo, trước kia được coi là dưới 5%, nhưng hiện nay ABA tin rằng mức độ tối hảo này phải dưới 4%. Đó là một vài khác biệt trong tầm nhìn về sự phát triển kinh tế giữa ngân hàng chữ kim ABA là một định chế tài tránh do chính phủ thiết lập, nhưng vận hành hoàn toàn độc lập với chính phủ trong cơ chế một nền kinh tế thị trường. Tin kinh tế tài tránh Các hộ gia đình ở Úc tiết kiệm được hơn 120 tỷ đô la thời đại dịch. Ngân hàng lớn nhất Úc Châu CBA vừa thực hiện một thống kê, qua đó cho thấy trong năm đại dịch 2020 vừa qua, các hộ gia đình tại Úc đã tiết kiệm được hơn 120 tỷ đô la, mà theo suy đoán của các kinh tế gia tại ngân hàng CBA thì số tiền này sẽ được sử dụng trong vài năm tới nhằm tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng. Theo ước tính của ngân hàng CBA thì trong năm 2020, các hộ gia đình tại Úc đã có dư hơn 120 tỷ đô la so với số tiền vẫn được tiết kiệm hàng năm. Tương đương với 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP do phải cắt giảm các hoạt động xã hội vì lệnh phong tỏa và không thể đi du lịch nước ngoài vì biên giới quốc gia đóng cửa. Ông Gareth Thet, trưởng bộ phận kinh tế của CBA, nhận định rằng một phần lớn số tiền tiết kiệm trên sẽ được sử dụng cho mục đích tiêu dùng trong vài năm tới, đặc biệt cho các lĩnh vực dịch vụ. Ngoài ra các hộ gia đình tại Úc cũng sẽ sử dụng tiền tiết kiệm để trả nợ và đầu tư vào các tài sản như nhà ở hoặc cổ phiếu. Theo số liệu được công ty phân tích thị trường bất động sản CoLogic, thì tỷ lệ đấu giá nhà thành công vào cuối tuần qua ở Úc đã tăng lên 84,5% so với mức 81,9% của tuần trước đó. Đáng chú ý, tỷ lệ ở thành phố Sydney lên tới 86,7%. Số liệu của ngân hàng chữ kim ABA được công bố cùng ngày cũng cho thấy hóa đơn chi tiêu thẻ tiến dụng của quốc gia này đã giảm 7 tỷ 380 triệu đô la trong tháng 1 năm 2021, so với một tháng trước đó. Do phần lớn người dân mua hàng bằng tiền tiết kiệm thay vì tiền vay nợ. Trong khi đó, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng đã tăng giá gần 50% so với mức thấp nhất vào tháng 3 năm ngoái. Trong đó tăng mạnh nhất là giá cổ phiếu của các công ty công nghệ, y tế và một số công ty trong lĩnh vực tiêu dùng nhờ nguồn tiền đầu tư dồi dào. Nói tóm lại thì người Úc đã giàu có thêm nhờ hạn chế chi tiêu trong suốt năm đại dịch vừa qua. Hàng triệu người Úc đối mặt với một đợt tăng giá bảo hiểm y tế tư vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Gần 14 triệu người Úc có bảo hiểm y tế tư nhân sẽ phải đối mặt với một đợt tăng giá vào ngày 1 tháng 4 sắp tới và đây là lần gia tăng thứ nhì chỉ trong vòng 6 tháng. Thông thường thì các công ty bảo hiểm y tế tư nhân chỉ gia tăng phí bảo hiểm vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Thế nhưng khi đại dịch xảy ra vào năm ngoái 2020 thì nhiều công ty đã hoãn thời điểm gia tăng phí bảo hiểm cho đến ngày 1 tháng 10. Điều này có nghĩa là vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, những ai mua bảo hiểm tư nhân đã phải trả lệ phí gia tăng và vào ngày 1 tháng 4 sắp tới lại phải tiếp tục chịu sự gia tăng chi phí bảo hiểm tư. Sự gia tăng trung bình của lần này sẽ vào khoảng 2,7%, tức là tương đương khoảng 122 đô la một năm cho chính sách gia đình và 60 đô la cho một người độc thân. Cơ quan quản trị tài chính APRA nhận thấy rằng do đại dịch Covid-19 mà các quỹ y tế đã tăng trưởng phí bảo hiểm không đáng kể và thu nhập đầu tư yếu hơn do biến động thị trường đặc biệt là vào trong nửa năm đầu 2020 dẫn đến lợi nhuận ròng sau thuế giảm 61,2% xuống còn 558 triệu 200 ngàn đô la. Ngoài ra báo cáo mới nhất của cơ quan APRA vừa được công bố vào tháng trước cho thấy chi phí cho việc điều trị tại bệnh viện đã tăng 13% so với năm trước. Theo nhận xét của các chuyên gia trong ngành y tế tư, thì các công ty bảo hiểm y tế tư tại Úc hiện đang phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về lợi nhuận vì sự rút lui của khách hàng trong năm vừa qua. Vì thế mà hầu hết các công ty bảo hiểm y tế tư đều đang đưa ra rất nhiều cam kết hỗ trợ cho khách hàng. Vì thế mà những ai đang là thành viên của các công ty bảo hiểm y tế tư nhân thì hãy tranh thủ thương lượng điều kiện với công ty bảo hiểm của mình trước ngày 31 tháng 3 này để có được những ưu đãi hơn trong suốt năm tới. Chẳng hạn như Bupa và Medibank đều sẽ miễn phí 6 tuần cộng thêm miễn phí thời gian chờ thêm 2 hoặc và 6 tháng. Tin đời sống hàng ngày, PayPal gia nhập phân khúc thanh toán tài chính mới tại Úc. Ứng dụng thanh toán trực tuyến lớn nhất thế giới PayPal vừa chính thức tung ra một loạt hình thức thanh toán mới có tên gọi là PayInfo, tạm dịch là mua trước trả sau nhằm cạnh tranh với dịch vụ ngày càng phát triển của hai công ty công nghệ tài chính là Afterpay và Zip ở Úc. Sản phẩm PayInfo của PayPal hoạt động dựa trên cách thức cho phép người dùng trên hệ thống PayPal được phép chia nhỏ số tiền thanh toán cho các sản phẩm mà họ mua ra thành 4 lần trả góp, không lãi suất bằng nhau. Chu kỳ thanh toán được thực hiện 2 tuần một lần và chỉ áp dụng cho các giao dịch mua hàng có tổng giá trị từ 50 đô đến 1.500 đô la. Trong trường hợp không trả tiền đúng hạn, khách hàng sẽ phải chịu một khoản phí trễ hạn là 10 đô la chỉ áp dụng một lần duy nhất đối với các mặt hàng có giá trị dưới 125 đô và 10 đô la áp dụng cho mỗi lần trễ hạn, tối đa 3 lần đối với các mặt hàng có giá trị trên 125 đô la. Andrew Toon, Tổng Giám đốc Bộ phận Thanh toán của PayPal tại Úc cho biết dịch vụ Pay Info này sẽ được cung cấp cho khách hàng khi thực hiện thanh toán cùng với các phương thức thanh toán khác mà PayPal đã duy trì trong nhiều năm nay. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí Dự kiến sẽ được triển khai từ đầu tháng 6 năm 2021, trước khi nước Úc bước vào đợt cao điểm bán hàng chạy doanh số cuối năm tài chính. Ông Tun chia sẻ thói quen mua sắm đang thay đổi với tốc độ chưa từng có, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch Covid-19 như hiện nay. Ở Úc, số lượng người mua sắm trực tuyến đã tăng vọt, đạt hơn 2 triệu người trong năm 2020. Hình thức mua trước trả sau này đang trở thành một xu hướng phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là cộng đồng những người trẻ. Tại Úc, công ty công nghệ tài chính Afterpay đã trở thành người tiên phong trong lĩnh vực này từ 5 năm trước. Afterpay đã gặt hái rất nhiều thành công, sở hữu khoảng 3 triệu 400 ngàn khách hàng đang hoạt động với quy mô tăng trưởng doanh thu lên đến 97% trong năm tài chính 2019-2020. Với nguồn tài nguyên 9 triệu khách hàng hiện có, PayPal Australia được cho là sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Afterpay và một số các ứng dụng thanh toán mua trước trả sau khác. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.